Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Sống Khỏe và Sống Tốt. Thưa quý vị, cục máu đông là ba chữ ám ảnh với người Việt, đặc biệt là lứa tuổi U40. Càng lớn tuổi, máu càng dễ đặc, đóng cục, gây nên nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và đột quỵ. Chương trình hôm nay sẽ đi sâu phân tích bệnh lý về mạch máu, giúp quý vị thanh lọc mạch máu, cải tạo dòng máu khỏe mạnh, phòng trừ nhiều bệnh mãn tính. 1. Có hai đau, hai đỏ, cẩn thận nhồi máu não. 2. Vàng lỏng ngừa ung thư, lọc mỡ máu được người Nhật ưa chuộng. Và 3. Bí quyết ngồi yên rung chân giúp hạ huyết áp, tăng tuổi thọ. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Có hai đau, hai đỏ, cẩn thận nhồi máu não. Nguy cơ nhồi máu não ngày càng tăng cao và trẻ hóa. Một khi phát bệnh thì dễ gây vỡ động mạch, chết não mà không kịp trở tay. Sau đây là các dấu hiệu rõ rệt của chứng nhồi máu não, ai cũng nên bỏ túi vì sức khỏe của bản thân và gia đình. 1. Đau ngực. Khi chức năng bơm máu ở tim suy giảm, nó sẽ khiến ngực đau tức do hàm lượng oxy trong phổi giảm làm nhịp tim tăng. Nếu đau ngực và tức ngực xảy ra thường xuyên, đây có thể là tín hiệu cục máu đông hình thành, nhồi máu cơ tim lúc nào không hay. Ngoài ra, cần phân biệt giữa cơn đau ngực do đau tim và do tắc mạch phổi. Đau do nhồi máu cơ tim thường tập trung ở phần trên của cơ thể, còn đau do tắc mạch phổi thì dữ dội, lan tỏa, kèm cảm giác ngứa ra khi thở. Cả hai dấu hiệu này đều nguy hiểm và cần được thăm khám càng sớm càng tốt. 2. Đau đầu kèm chóng mặt. Khi bạn đói bụng, tụt đường huyết, cảm lạnh thì hai triệu chứng này là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu nó xuất hiện thường xuyên mà không liên quan đến các nguyên nhân trên, đó có thể là dấu hiệu của cục máu đông. Lúc này, cục máu đông sẽ gây thiếu máu mô não và oxy nên gây nhức đầu. Ngoài đau đầu chóng mặt, bệnh nhân thường có triệu chứng tê tay chân và răng xỉn máu. Vậy nên hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt. 3. Vết đỏ trên da. Nếu cục máu đông xảy ra sâu trong những tĩnh mạch của cơ thể, nó sẽ khiến da bị nổi đỏ lên từng những mảng lớn. Đây còn được xem là tình trạng xuất huyết dưới da. Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, cục máu đông còn gây sưng ở cánh tay, bàn tay và bàn chân nếu bệnh trở nặng. Nhiều người chủ quan, xem đây chỉ là kích ứng ngoài da, lúc bệnh phát tác thì rất nguy hiểm và trở tay không kịp. 4. Chân đỏ ửng lên, kèm cảm giác nóng ran. Cục máu đông cũng sẽ làm tắc nghẽn tĩnh mạch ở chi dưới, khiến chân bị đỏ và nóng lên trông thấy. Lúc này, bạn sẽ có cảm giác tê cứng ở chân nhưng không đáng kể. Nếu loại trừ những bệnh khác và uống thuốc cũng không khỏi, gần như chắc chắn đó là do cục máu đông gây nên. Nếu thấy 2 trên 4 dấu hiệu này thì nên đi khám, kèm chế độ ăn hạn chế dầu mỡ, tập luyện nhẹ nhàng giúp đánh tan cục máu, lưu thông khí huyết tốt hơn. Dù nguy hiểm như thế, nhưng cục máu đông lại không ảnh hưởng mấy đến người Nhật. Người Nhật không chỉ sống thọ mà còn rất ít mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, máu đông, xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Bí quyết đả thông mạch máu đều nằm ở loại đồ uống đơn giản, được ví như vàng lỏng trong nhà bếp. Đó chính là giấm táo. Để tìm hiểu công dụng và cách dùng giấm táo trị bệnh, mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. Vàng lỏng ngừa ung thư, lọc mỡ máu được người Nhật ưa chuộng. Giấm táo là đặc sản của đất Okinawa, nơi có độ tuổi trung bình thọ nhất thế giới. Từ xa xưa, người Okinawa đã duy trì thói quen uống giấm táo pha loãng mỗi ngày, giúp đề phòng đủ loại bệnh tật. Theo Tây y, giấm táo có công dụng diệt khuẩn cực mạnh, hỗ trợ ngừa và trị nhiều bệnh mãn tính, điển hình như 1. Giảm đường huyết, đẩy lùi tiểu đường.
Nhiều nghiên cứu cho thấy giấm táo có thể cải thiện chức năng insulin và giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Cụ thể, uống 2 muỗng nhỏ giấm táo sau bữa tối có thể giảm 4% lượng đường huyết vào sáng hôm sau. Nhờ cải thiện insulin mà giấm táo giúp cơ thể ổn định, trao đổi chất điều hòa, phòng ngừa và trị tiểu đường cực kỳ hiệu quả. Thứ hai, giảm cholesterol, điều hòa huyết áp. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Anh, những người uống giấm táo thường xuyên đã giảm được lượng cholesterol trong máu. Nó hoạt động như một chất kháng sinh tự nhiên, loại bỏ mỡ cặn bẩn trong mạch máu ra khỏi cơ thể. Mỗi ngày, bạn có thể dùng 1 đến 2 muỗng canh giấm táo pha với nước lọc hoặc trà. Uống thường xuyên hỗn hợp này sẽ có lợi cho người mỡ máu, cao huyết áp, bệnh tim. 3. Ngừa ung thư. Giấm táo giúp diệt vi khuẩn, đặc biệt là đường ruột, nên nó cũng góp phần tăng sức đề kháng và bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nó cũng góp phần ức chế isotiamin, tác nhân hàng đầu gây ung thư. Vì vậy, đây là thức uống rất bổ cho hệ tiêu hóa cũng như toàn bộ cơ thể. 4. Giảm cân, chống lão hóa. Chúng ta đều biết rằng qua tuổi trung niên, tăng cân sẽ là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh mãn tính như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, vô cùng phức tạp và nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì thế, giấm táo được người Nhật dùng như thực phẩm hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng và phòng bệnh lâu dài. Trong giấm táo có chất tạo cảm giác no giả, giúp bạn không bị ăn thừa calo, từ đó tăng cân. Ngoài ra, nó cũng làm giảm lượng đường trong máu, giảm bớt phần nào nguy cơ tăng cân do ăn nhiều tinh bột. Tuy rất tốt, nhưng giấm táo cũng không nên uống bừa. Muốn dùng thì phải ghi nhớ 3 quy tắc sau. 1. Tuyệt đối không uống giấm nguyên chất mà phải pha loãng. Người khỏe mạnh thì nên pha 10 đến 30 ml giấm trên 200 ml nước lọc. Mỗi ngày uống 1 ly là đủ. Thứ hai, nếu người có bụng yếu, chưa quen thì nên uống cách ngày, giúp cơ thể làm quen với tính axit cao của giấm táo. Thứ ba, người bị bệnh dạ dày thì không nên dùng giấm táo, vì tính axit có thể làm bệnh trầm trọng thêm. Khi bệnh tình ổn định, có thể sử dụng cách ngày sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Bên cạnh việc ăn uống thì luyện tập là chìa khóa giúp đánh tan mỡ máu, đẩy lùi bệnh mãn tính. Dữ liệu cho thấy cứ ngồi yên mỗi giờ sẽ tăng 10% nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu, và ngồi hơn 90 phút sẽ làm giảm 50% lưu lượng máu tuần hoàn của khớp gối. Thế nhưng không phải ai cũng có sức khỏe lẫn không gian để luyện tập. Sau đây là hai bài tập được các bác sĩ người Nhật tin dùng, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, giúp đánh tan khối máu đông, hạ huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, càng tập càng sống thọ. Bí quyết ngồi yên rung chân giúp hạ huyết áp, tăng tuổi thọ. 1. Kiễng gót chân. Động tác này không chỉ giúp giảm tê bì chân mà còn kích hoạt gan bàn chân, giúp máu lưu thông, đặc biệt là phần chi dưới cơ thể. Nó hạn chế tình trạng thành động mạch bị tắc nghẽn, giúp bạn tỉnh táo, đỡ chóng mặt do ngồi nhiều, và sâu xa hơn là hạ huyết áp cao, đả thông mạch máu. Cách thực hiện rất đơn giản. Ngồi thẳng lưng, chân tạo một góc 90 độ với sàn nhà, kiễng mũi chân rồi lại hạ gót chân. Thực hiện 1 đến 2 phút sau khi ngồi nhiều hoặc bất cứ lúc nào định đứng dậy. 2. Móc ngón chân. Động tác này tác động vào mũi chân, nơi tập trung trăm ngàn dây thần kinh quan trọng. Kích thích mũi chân giúp máu chảy toàn bộ cơ thể, cung cấp oxy từ đầu đến chân, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu não. Cách thực hiện rất đơn giản. Bạn ngồi bệt, thẳng lưng, chân duỗi thẳng trước mặt, sau đó dùng hết sức móc các ngón chân về phía cơ thể trong 10 giây, rồi dùng hết sức duỗi thẳng bàn chân, lặp lại bao nhiêu lần tùy thích, làm càng nhiều càng tốt. Nếu kết hợp hai bài tập này thì hiệu quả nhân đôi. Từ người trẻ
ngồi văn phòng nhiều đến người trung niên dễ mắc bệnh đều có thể tập, giúp phòng ngừa đủ loại bệnh tật mãn tính về sau. Thưa quý vị và các bạn, cục máu đông được ví là căn bệnh giết người nhiều hơn cả ung thư. Phần lớn là vì nó âm thầm phát triển, khi phát bệnh thì đã quá muộn, cấp cứu rất khó. Vì thế, mong quý vị sẽ có ý thức hơn về sức khỏe mạch máu, chăm sóc cho hệ tuần hoàn ngay từ bây giờ qua được ăn uống, luyện tập hàng ngày. Đến đây, chương trình Sống Khỏe và Sống Tốt cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo cùng nhiều thông tin bổ ích khác.